bây giờ là cái ngày đầu tiên là anh phân tích cho em nghe, cái ngày đầu tiên là cái xác em Hà đã nổi lên. Vâng. Anh thấy anh điện cho A Xin là quầy trả lời đã cào đã dính như cái vật chứng đó đi, em buộc nó đó đi. Vâng vâng. Bây giờ thằng Nhân đó nó đã biết nắm cái lịch đó là thế nào em Hà nổi lên thì cái vật chứng nó cũng vẫn tìm được, đúng không? Vâng vâng. Nó bây giờ em bỏ cái thời gian đó, nó qua mấy tháng rồi thì bây giờ thằng này nó mới hướng dẫn cho thằng Tấn này, bây giờ mày phải mướn người nhái, phải lặn xuống đó, phải giờ cái đó đi, đừng cho bên này đã tìm được cái vật chứng đó đó. Bây giờ nó giờ không có xa, bây giờ nó giờ không có xa đi, bây giờ nó giờ đó, nó giờ xuống cái phao đó thì em gà lại thì nó có dính, thì bắt buộc nó phải mua cái món đó, nó không có đủ cái độ lượng để neo em Hà, nó mới bỏ xuống đó lại đó. Nhưng mà bây giờ em thế nếu như cái vật đó nó không phải là vật chứng thì tại sao lại phải thả cái vật xuống đó để làm gì, để người ta điều tra là cái vật này bị bỏ xuống thì nó là mất công. Với lại em nói là nếu như đã đem cái vật chứng đi rồi thì để chống không có cái gì mà phải đem cái vật đó xuống cả, bởi vì nó chẳng có lợi gì hết mà để cho họ điều tra ra là cái vật đó là ai ném xuống, đúng không? Nó mất công nữa. Không nói ông có, anh nói cho em nghe như thế này nè, cái này cũng như là nó bỏ cái đó xuống á, là không phải cái đó là mình gọi là cái vật chứng mà nó tạo cái hiện trường giả, đúng không? Vâng. Nó bây giờ á, là em cào cái đó em đem lên, nó bây giờ nó nói cái đó đâu phải của nó, cái đó là cũng như ghe máy ghe tàu nó chạy ngang đó, nó bị hư, nó bị xích đó, nó rớt xuống đó thôi chứ đâu phải của nó. Mà cái hôm đem vật chứng với anh mà hôm nay anh cũng không có ở đó nhỉ, anh đến đó xem được trực tiếp thì nó sẽ hay hơn, bởi vì em nói anh là cái hôm đó có một cái điều rất là lạ. Em nghe là người ta nói là có rất nhiều người dân ở đó nhưng mà lại không ai nhìn thấy. Đó, không ai nhìn thấy đấy ạ. Bởi vì em nói một cái điều lạ như vậy, không ai chụp được. Nó đâu phải là liên quan an ninh quốc gia hay cái gì đâu mà không ai quay, không ai chụp. Nó chỉ là có gọi là nghi ngờ là cái vật chứng thôi mà. Đâu phải đó là chắc chắn đâu. Mà lại không ai nhìn thấy. Không ai thấy, không ai, không có một cái loại gặp ai lên cả. Nói cho em nghe nha, hồi sáu bữa đó anh chạy xuống đó là anh tính là xuống đó rồi là anh chờ đem cái đó lên là anh quay anh mới đưa cho em. Vâng. Má là bữa đó anh xuống đó là nghe nói chưa có đem lên, để chờ đôi ba ngày nữa mới đem lên. Bây giờ anh không có quay, anh không có điện cho em, anh không có quay cho em coi. Vâng. Đó. Bởi vậy em thấy không, anh hứa với em cái nào là ra cái đó. Bởi vậy anh nói cái vụ thắt 100 ngày anh đi qua đó, anh quay anh cho em coi là anh quay cho em coi đàng hoàng. Cái nào anh hứa với em Út là anh hứa là uy tín đàng hoàng. Đó, bữa đó anh đi xuống dưới, chờ bữa đó trời mưa luôn á, anh bận ổ mưa anh đi xuống dưới luôn chứ không phải là anh không đi. À nhưng mà anh Phước có gặp gia đình với chị Hà không? Đã đi xuống đó đã gặp mà, anh gặp Vũ luôn mà. Bởi vậy anh hỏi Vũ là đem cái đó lên chưa, nó nói là đôi một hai ngày nữa mới đem lên. Vâng. Đó, bởi vậy anh mới quầy xe anh đi về. Chứ bữa đó mà đem đặt chứng lên là anh sẽ điện cho em, anh quay cho em coi luôn. Nhưng mà tại sao mà hôm đó lại chưa đem lên ta mà là gia đình lại đợi đến tận 4 năm ngày? Mà nó có một cái điều lạ như thế không? Tại vì là cái bà bí ẩn đó, bà chờ cơ quan ở trên cấp cao người ta xuống. À nó bữa đó là cũng như là ở hiện trường đó là cũng như công an bảo vệ ở đó, là cũng như công an an ninh đó, trật tự đó người ta bảo vệ thôi. Còn cái người cái đội mà người ta đem cái vật chứng đó lên đó, là ở ngoài cấp cao người ta vô. À chứ không phải là ở khu vực đó à? Bởi vậy người ta mới chờ là ở ngoài người ta vô đó, là người ta mới đem cái vật chứng đó lên, người ta mới đem về ngoài đó, người ta mới là coi cái đó, cái vật chứng nó dớt xuống đó là lâu hay là mau. Đúng rồi. Người ta mới kiểm chứng lại. Nó người ta mới kiểm chứng lại được. Người ta mới định cái vật chứng đó là đủ cái khả năng neo em Hà hay không. Bởi vì em nói đấy mà, hôm đó là chỉ có mỗi cái anh mà anh Cường. Anh Cường lại là cái bạn hay là em thì của anh Thợ Lặn đó, chứ không phải là anh đó là người đem lên. Nên là cái anh đã nói là anh ấy thấy là 50 kg, xong rồi còn bảo là Kim Linh chụp hình lại. Nhưng mà có một cái điều lạ là hôm nay em bảo là người dân xem 1 km á là không cho quay phim. Em nói là anh không cho quay phim, dân họ không quay lén được. Hay là cái người nào họ nhìn thấy trực tiếp ấy thì họ sẽ liên hệ với YouTuber. Nhưng mà không có một cái người dân nào liên hệ hết á thì chứng tỏ là hôm đấy không ai thấy. Không ai thấy. Không, có bữa hổm có bà chị đó, bà điện cho, để anh nhớ là điện cho ai đây nè. Cho Mai đưa tin nè, điện cho Mai đưa tin, điện cho điện cho
cho Mai đưa tin đó là nói là điện cho ai đó là xem lại là bà cũng có ở dưới hiện trường đó mà bà không có thấy được cái vật chứng đó. Đúng rồi, không ai thấy hết đó, mà tất cả đây là chỉ có nghe thôi. Bây giờ em nói với anh như thế này là chỉ mà tất thằng... cả mọi người có nghe thôi, không ai thấy. À. À, cái thằng có thằng Bất Bình đó, thằng Bất Bình đó, ở dưới đó nó quay nữa mà người ta cơ quan người ta không cho quay. Bây giờ em nói là bây giờ máy có thể quay được tận mấy chục mét cơ mà, cả trăm mét cơ mà, không có quay lén được cái hình ảnh nào hết. Có biết là em nói đây là cái hôm mà vật chứng đó không có bất cứ cái hình ảnh nào ở dòng sông đó gọi là quay được thấy công an, mà chỉ có gọi là thấy cái phao bằng bằng cái bình nhựa thôi. Em đang nghi ngờ ở đây là không biết là cái vật đó nó là cái vật gì, thực sự nó có phải 50 cân hay không. Em nghĩ có phải nó không phải 50 cân đâu, bởi vì làm gì có chuyện mà giờ người ta chưa biết được cái đó là cái gì mà người ta lại công bố như vậy. Mà trong cái đó anh biết nha, cô bí ẩn là không cho đăng tải cái thông tin là để là giúp cái anh, không phải là đăng tải thông tin để giúp, mà kể là anh nghĩ là hôm đấy có hiểu lầm ấy, vì cái vấn đề là anh Cường đó là nhận được cái sự trợ giúp của mọi người là mua cái xuồng đó, xong cô bí ẩn mới bảo là gỡ clip đó xuống là gia đình sẽ tự lo cái khoản đó đó. Thì tự nhiên cái hôm đấy xong rồi thăng luôn, không thấy nhắc đến là cái xuồng đấy đã mua chưa, xuồng anh em kiểu gì, cái xuồng bị đâm chìm ở chỗ nào. Tự nhiên em thấy mọi người là có nghĩa là im lìm cái chuyện này này, em thấy rất là lạ luôn. Anh nói cho cưng nghe như thế này, tại cái xuồng cào đó là không phải là của anh Cường. Vâng. Đó, anh Cường anh lên anh nói mà anh nói không có mà rõ ràng bởi vậy cộng đồng người ta là tưởng là chiếc xuồng đó là chiếc xuồng của anh Cường anh mướn thôi. Đúng rồi. Và khỏi là cái chiếc đó là cái chiếc của thằng bạn của ông Cường thôi. Vâng. Đó là bên kia người ta lo hết trơn rồi, nó bị bể chỗ nào người ta cũng đưa tiền giá đồ này kia nọ hết trơn rồi. Không, nhưng mà không bị. Đó, có anh Cường anh mới nói không gành. Anh Cường nói là bị đâm chìm xuống đáy luôn. Em hỏi kéo cái xuồng lên kiểu gì? Có phải dùng cần cẩu không? Chứ làm sao kéo lên? Đúng rồi. Ờ, bây giờ cái clip mà cần cẩu kéo cái xuồng đâu? Tại sao không ai quay? Chuyện là bởi cái có lợi cho gia đình mà. Gia đình lại không làm được đó. Nó thì cái bữa đó là anh đi xuống dưới á, là cái xuồng vẫn là cái xuồng nó còn nghe, cái xuồng nó còn vẫn còn neo ngoài à. Là anh về là qua ngày sau lại ra là mới bị đâm chìm. Nó qua ngày sau mới đâm chìm nghe, chứ không phải là đâm chìm trong cái ngày đó à. Tại vì cái ngày đó anh xuống á, là anh hứa với em á, là anh xuống đó để đặng đem cái đó lên anh quay cho cưng đăng lên. Vâng. Đó, cái xuống đó là anh gặp Vũ, anh hỏi Vũ là cái này chừng nào anh lên. Vũ nói cũng chưa biết nữa anh ơi, tại vì đợi ở ngoài ngoài cơ quan ngoài ta vô đây á, lực lượng người ta ngoài ta vô mới đem lên. Vâng. Đó, công an ở đây là công an khu vực ở đây người ta cũng như là bảo vệ hiện trường thôi, chứ không phải là người ta là đem vật chứng đó lên. Nó bởi vậy anh mới quậy đầu xe anh về thì qua ngày sau lại là tối lại là anh nghe cái vụ cái vỏ lãi đó bị đụng chìm đó. Vâng, vâng. Cái ông Bình bị đụng chìm là thằng Bình á, thằng Bình Vĩnh Long đó là nó mới điện cho anh, nó mới điện cho anh là anh hỏi ở dưới đó sao rồi em, nó nói là bây giờ cái chiếc xuồng mà buộc cái vật chứng đó là của anh thợ lặn đó là bị đụng chìm rồi. Tôi nói ủa là như thế nào bị chìm, nó nói xà lan đụng, tôi nói xà lan không bao giờ đụng xuồng, có trừ da nó mướn cái xuồng đò ra nó đụng chìm thôi chứ không bao giờ cái xà lan nào mà đụng chìm chứ. Tại xà lan người ta có cái đèn pha người ta pha đạt gần cái cây số lận chứ không phải là 5-10 mét. Nó đừng có nói xà lan đụng là anh không có tin. Nó nên là bây giờ bà Năm mới lên tiếng á, bà nói á, đem vật chứng nó lên lẹ lẹ đi đừng cho ai xin vào vào tù, tại vì bà biết cái vật chứng nó giờ đi rồi. Bà biết đi thì bà mới nói câu nói đó là anh hiểu rồi nữa. Anh mới nói là bà Năm này á là anh có lên anh á, là phỏng vấn anh phải là anh cũng chia sẻ nữa đó. Anh nói bà Năm này bà là bà chia sẻ là đưa cái vật chứng này lên lẹ cho ai xin vào tù là anh biết là bà Năm này á là cái vật chứng đó nó giờ đi rồi. Bởi vậy đó, cái này không phải cái vật chứng của thằng Tính nó nè em Hà. Bởi vậy bà mới nói câu nói đó. Đúng rồi. Đó. Bởi vậy mày bây giờ tính đi, em tính đi, nếu mà thằng A Xin mà nó cào được cái vật chứng mà để nè em Hà thật sự đó thì bà đâu có lên nói tiếng nói đó.
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nếu mà cào vật chứng anh phân tích cho em nghe, cái vật chứng nó cào lên một là hai cặp bình, điều thứ hai là nó cái có ai cũng phân tích là cái cúc láp đúng không, mà cái cúc láp á, thì nó hy vọng á, là có 50-50 thôi, tại cúc láp đó là cái thằng mà nó mua xà lan á, là nó nói cái cúc láp đó nếu mà muốn khiêng cái cúc láp đó được á, là cũng từ 3 người đến 4 người mới khiêng nổi cái cúc láp đó đúng không. Cái này là cái cúc láp đó là anh nói là 50-50 thôi chứ không phải là ấy. Nói em tính đi, cái lớp xe mà cái lớp xe container là em hiểu cái lớp xe đó rồi, nếu mà cái lớp xe đó em bưng mình anh em bưng nổi không, Đúng rồi, không 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 là nổi. mà trong cái xà lan đó đã mắc hai cái lớp xe đúng không, đúng mắc hai cái lớp xe không, mà nếu cái lớp xe này á, nếu mà em đã chung với cái cặp bình đó mà nếu xuống sông đi, nếu mà cát mà nó yêu cầu 3 ngày thôi, cát nó vô cái lớp xe đó đi, nếu mà bốn người nghe anh nói 4 người luôn chứ đừng nói 1 người hay 2 người, cho anh cho 4 người luôn kéo một cái lớp xe lên nổi, nếu mà lên nổi cái gì anh cũng chịu hết đó. Chứng tỏ cái vụ việc này bây giờ nó còn quá nhiều cái điều nó thắc mắc, bởi vì em vẫn nói với anh là ban đầu ấy thì người ta nói rằng là cứ mà độ thợ lặn ấy mà lặn gần xà lan của anh Tuấn thì anh Tuấn bảo là chị Hà báo mộng, nhưng mà hôm nay em mới tìm ra là tất cả những cái đó là do Dượng Mười, bởi vì ông Dượng Mười ông nói là có ông bạn đi xà lan ấy là nói với ông Dượng Mười, gọi ông Dượng Mười là chị Hà báo mộng về. Bây giờ em nói với anh là nếu như mà dòng họ của chị Hà thì chị mộng chị Hà báo mộng về chứ, chỉ nhẽ chị Hà lại đi báo mộng về cho cái ông đi xà lan, là ông đi xà lan là ai, là dòng họ của anh Tuấn đúng không, bởi vì dòng họ anh Tuấn mới báo cho ông Dượng Mười, chả có cái lý do gì mà tự nhiên ông Dượng Mười lại bảo là có cái ông đi xà lan tự nhiên người dưng nước lã lại báo mộng về xong chỉ cho anh Tuấn, mà chỉ ở đây là ở đâu, chỉ rất là rõ ràng nhá, cách cái nhà tắm 4 mét ở tút ở dưới đảo của Đài Loan đấy. Nói chung là em nói anh là cố tình để đẩy người ta đi xa đi để người ta đừng có tìm một cái chỗ xà lan đấy. Tại vì anh nói cho cứ nghe nè, bây giờ á anh đặt cái thí dụ thôi nha, chứ anh không phải là nói là cái gì, anh đặt cái thí dụ thôi. Bây giờ thí dụ như em á, anh đi anh muốn đi cái ăn chạm cái người đó, cái vật chứng mà nó có giá trị đi, à anh nói câu thí dụ nha, anh đi chạm cái người đó nó có cái giá trị bán ra đôi 3 tỷ hay 5-10 tỷ đi, anh về anh chôn á, anh chôn ở ở cái hông nhà của anh có khi nào anh chỉ em mà anh chôn ở trong chỗ cái hông nhà không, Đúng rồi, anh phải chỉ ở châu hè cho em đi tìm, hay là chỉ ở đằng trước đó cho em đi tìm, chứ anh chỉ ở trong chỗ cái hông nhà em tìm được à, anh vô tù hay gì. đúng rồi. Thì bởi vậy anh mới nói là bởi vậy thí dụ như anh chạm cái đó anh dính chôn đó thì anh nói anh chạm cái đó thì anh chôn ngoài đó được, được được thôi, thì đó nếu mà người ta là cái tâm linh người ta quyết định ta tìm ở trong chỗ đó được là người ta tìm chỗ đó, nhưng ai xin vậy thôi, nó cố tình nó muốn cào ở trong đó thì nó là em Hà phải nổi lên đó, chứ bây giờ em đâu có chỉ thẳng được, tại vì em nói vợ em báo mộng ở chỗ này ở chỗ kia ở chỗ nọ đang đi tìm đi kiếm đang đánh lạc hướng đang cho lâu ngày đang cho em Hà nó phân hủy, thí dụ bây giờ trễ 10 ngày nữa đi, 5-10 ngày nữa đi, thì lúc đó nó phân hủy rồi, bây giờ em cào chúng đi nữa em Hà này cũng đâu có nổi lên được Đúng rồi, nó hết sinh rồi, nó lại đó, sẹt rồi. không phải là nó hết sình, nó cũng vẫn nổi em Hà lên được, mà lúc nó còn bao bọc ở trong cái độ bao bọc đó, đó cái hơi nó vẫn còn, mà nếu mà để thêm vài ngày nữa là em cào mà trúng vô cái chỗ đó nó phịch nó xì cái hơi nó ra là nó xẹp em Hà nó xuống lại, nó không bao giờ nó nổi lên Đúng rồi. đó. Bây giờ em thấy đi, nhưng bây giờ thờ khỏi nói gì, bây giờ như chiếc xe mình nè, em lấy cái guộc xe ra đi em bơm đầy đi rồi em nhặn xuống dưới thì nó còn cái hơi hoài, mà em lấy cái kim em đâm vô đó thì nó xì hơi rồi nó đâu có nổi lên. Đúng rồi. Bởi vì là em nói rằng là ngay cái từ ngày ban đầu anh Tuấn nói á, là lúc mà anh đi ra ngoài cái thông xà lan, anh Tuấn nói là thấy chị Hà mới trôi có 5-10 mét à, bởi vì lúc đó anh muốn cứu anh nhảy xuống anh cứu luôn, anh không cần phải chặt dây xuồng nữa. Nhưng mà thực ra anh chặt dây xuồng để làm gì, anh chặt dây xuồng là để câu giờ, anh bơi đó để giám sát, thực ra không có cái giai đoạn đó luôn. Mà anh nói với cưng nha, cái xuồng mà không bao giờ chặt được, tại vì cái dây chính giữa đó là không phải là buộc bằng cái cọng dây dù của mình ha, mà khi bằng dây luộc, tại vì
ở đằng sau đó là hai cái cọng dây mà nó câu ở chính giữa lên là dây cáp, chứ không có người ta xài bằng cẩu, chứ người ta xài ba lan, người ta kéo lên gỗ ghẻ, ta kéo lên kéo xuống, chứ đâu phải mà xài bằng dây đó đâu. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là cũng như cái nó sẽ tháo dây cáp nó ra, nó dựng giả, nó lấy cái dây đó nó chặt đâu sẵn rồi nó mới nối lại, nó mới buộc lên thôi. Đúng rồi. Vậy là em nói đây mà làm gì có chuyện mà hì ở đâu ra? Khi mà anh Tuấn nói là ở cái xà lan đó là lúc đó là một tiếng không chiếc ghe xuôi chạy qua thì chị Hà nhảy xuống là ông phải nghe chứ. Nhưng mà ông còn nói với anh Vũ là không biết chị Hà nhảy xuống chỗ nào, không biết nhảy xuống chỗ nào, không biết nhảy xuống lúc nào, tự nhiên thấy nổi lên cười à? Chuyện nó vô lý. Bây giờ anh nói với em nè, bây giờ như bây giờ em, anh dặn em đi, anh với em để dặn nhau đi. Bây giờ anh nhảy xuống sông, anh nhảy xuống sông anh thử đi. Anh nói anh đặt ví dụ như bây giờ anh đóng vai em Hà nè, anh với em là kẻ thù đây. Bây giờ anh nhảy xuống sông anh dòm em, anh cười được không, hay là khi anh muốn uống máu uống huyết em? Đúng rồi, đúng rồi. Không bao giờ. Bởi vậy nó nói cái câu từ mà nó vợ nó là cái hì là cái gì, cái mày neo người ta mới xuống cái hì, chứ đâu phải mà con Hà mà nhảy xuống đó mà chìm liền đâu. Đúng rồi. Với lại là em nói là lúc mà anh Tuấn nói là thấy 10 mét xong rồi là thò mấy cái đầu lên là tự nhiên hì, tiếng hì nó không có thì xảy ra được, bởi vì nó không có cái gì tạo ra tiếng hì được. Cái tiếng hì đó nó bắt từ trên cao xuống hay là cái gì nó nặng nó kéo xuống, chứ làm sao mà hì được. Bây giờ nè, anh nói cho em nghe luôn nè, bây giờ em tự trên chiếc xà lan đó em nhảy xuống đi. Nếu mà em nhảy xuống đi coi nó có nghe cái hì không nữa, chứ đừng có mà đúng rồi, thò cái đầu lên không mà hì, nghe vô lý quá. Thì đúng rồi. Bởi vậy cái câu từ mà nó nói ra đây anh vẫn phân tích hết, anh vẫn phân tích từ cái đầu đuôi gốc ngọn như thế nào anh phân tích luôn. À, em Hà như thế nào nó thẳng. Nếu mà anh không xuống xà lan đâu nghe, nếu mà anh xuống xà lan đi rồi anh nói thẳng với em á, anh yêu cầu anh dòm cái chỗ nào mà nói em Hà chết đi, rồi anh biết em Hà bị tác động như thế nào, ha, bị đập, bị đánh như thế nào luôn. Anh dám cái cảnh, cái giác quan, cái sáu của anh nó rất là mạnh đó. Còn á, là anh cũng nói, anh cũng nghe nhiều người lắm nói em Hà chết á, là nhờ mấy xà lan khác lại bộ cái nhân đó thấy em Hà nào ngồi ở trên cái phao đó thăng lạnh thăng khổ. Nếu mà ai dám cam đoan anh xuống đó, nếu mà em Hà không có đó rồi ai chịu, người nào dám cam đoan? Nếu mà em Hà có là anh cần phải anh chịu tội nè, mà nếu em Hà không có người đó dám chịu tội không? Anh nói thẳng luôn á, tại vì ở đây trục xác người ta không biết bao nhiêu rồi, anh lỡ đó thiệt, anh lỡ đó là anh biết cái hồn nó còn đó hay là đi đâu là anh biết liền.